loại súng M4 carbine nói chung và M4 A1 nói riêng hiện đang được giới quân sự thế giới đánh giá là một trong những khẩu súng trường tấn công hàng đầu thế giới. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng M4 A1 là khẩu súng hiếm hoi xứng tầm để sánh vai với huyền thoại AK-47. Vậy, loại súng trường tấn công thuộc dòng M4 carbine này có gì đặc biệt và sức mạnh của nó trên chiến trường ra sao? Các loại súng M4 carbine gồm các loại súng cầm tay trang bị cho cá nhân là phiên bản thu ngắn của dòng súng M16 trước đó. Các loại súng này đều được sản xuất dựa trên nguyên bản súng AR-15 của hãng Armalite. Loại súng này ngắn hơn và nhẹ hơn các loại súng trường tấn công M16A2 và có tới 80% các bộ phận của súng giống với M16A2. Tuy vậy, độ chính xác và tầm sát thương của M4 kém hơn so với M16A2 do nòng súng bị rút ngắn lại. M4 là loại súng có thể lựa chọn cách bắn từ bán tự động đến 3 viên 1 giống như M16A2, trong khi M4A1 là cơ chế hoàn toàn tự động thay thế cho cách bắn 3 viên 1. Đây là dòng súng có khả năng tùy biến cao. Các loại súng trong dòng M4 carbine có khả năng gắn được thêm các phụ tùng khác để gia tăng sức chiến đấu. Ví dụ như M4A1 có thể gắn thêm ống phóng lựu M203 để trở thành các loại súng trường tấn công có khả năng bắn lựu đạn. M4 và M4A1. Theo các chuyên gia vũ khí bộ binh, càng ngày diện tích các trận đánh càng thu hẹp, phần lớn các cuộc đấu súng xảy ra ở khoảng cách dưới 200m. Cho nên, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mong muốn có khẩu súng bắn liên thanh gọn nhẹ hơn so với M16, vừa đủ độ chính xác để trang bị cho quân đội bấy giờ. Phiên bản M4 đầu tiên đã ra đời ngay sau đó. Mặc dù M4 có đúng như những gì quân đội Hoa Kỳ mong đợi, song điểm yếu của nó được phát hiện ngay, như súng hay bị kẹt đạn. Chế độ bắn lọt 3 viên cho mỗi lần bóp cò là quá chậm, đã dẫn đến sự ra đời của khẩu M4A1, một phiên bản có vẻ ngoài gần như không thay đổi so với phiên bản trước đó. Tuy nhiên, M4A1 đã chứng tỏ điểm vượt trội như rất ít khi bị kẹt đạn, chế độ bắn cực nhanh, tự động 800 viên trên phút thay thế cho chế độ lọt bắn 3 viên. Tuy có hơi phiền hà trong việc bảo quản súng, nhưng hiệu quả tăng lên thấy rất rõ. M4 MWS hay Modular Weapon System là bản cải tiến, hay nói đúng hơn là thêm vào bớt ra cho khẩu M4 và M4A1 vốn có của nó. Với ống kính Trigicon ACOG tiêu chuẩn, tay cầm trên thân nòng và gờ bám nòng RIS và thậm chí là ống phóng lựu M203. Trước đây, loại này chỉ dành riêng cho các lực lượng đặc nhiệm và lính dù. Tuy nhiên, giờ đây cũng đã áp dụng cho thủy lục chiến và các đơn vị bộ binh. Năm 2016, quân đội Mỹ đồng loạt được trang bị gần 120.000 khẩu súng M4A1. Theo miêu tả từ báo chí, những khẩu súng này đã được sử dụng trên chiến trường ngay sau đó để tăng cường khả năng phát hiện, tấn công và tiêu diệt mục tiêu đối phương nhờ cơ chế khai hỏa hoàn toàn tự động, khóa nòng im hơn và nòng súng nặng hơn. Nòng súng nặng hơn sẽ giúp súng bền, bắn chính xác, ít bị dập và chịu được nhiệt độ cao hơn khi bắn nhiều viên đạn cùng lúc. Điểm đặc biệt ở M4A1 là súng còn rất dễ sử dụng đối với người thuận tay trái. Để tăng khả năng xuyên phá và uy lực lớn hơn khi đối đầu với các mục tiêu bọc giáp hạng nhẹ, súng M4A1 còn được thiết kế để bắn đạn M885A1. Tuy M4A1 sở hữu nhiều ưu điểm, nhưng các chuyên gia quân sự của Hoa Kỳ cho biết nhiều khả năng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục nâng cấp khẩu súng này trong tương lai, bổ sung thêm các công nghệ mới như lò che lửa, sơn ngụy trang, đầu ruồi có thể tách rời, kính ngắm và các phụ kiện khác để biến nó thành phiên bản cải tiến